Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Nàng Hương của Nông Quang Khiêm qua giọng đọc Đan Chi. Dung nhớ ngày đầu lên Yên Lai, một xã người Tày xa tiếp tắp, nhìn đâu cũng thấy đồi núi mây mù và dạt một loại cây dân địa phương gọi là chó đẻ. Dung được nhà trường phân về phân hiệu bản lồ nằm tít trên núi cao, cách trung tâm xã 3 giờ đi bộ bằng đường đất. Phân hiệu chỉ có 3 lớp học và 2 cô giáo đã lấy chồng ở bản, sáng đi chiều về. Sát bên lớp học là phòng ở dành cho giáo viên. Căn phòng nhỏ xíu, mái lợp phở thô, vách làm bằng khung tre, chát bùn trộn rơm. Bên ngoài phủ một lớp xi măng mỏng đã chốc lở. Nắng chiều nhờn nhợt kéo mây mù dưới thung lũng bay lên cuồn cuộn, tràn vào trường học một lớp khói mơ màng. Ở đây trời tối nhanh, học sinh và 2 cô giáo đã về. Một mình Dung dọn dẹp lại phòng, mấy cái nồi nhôm méo mó để cạnh bếp củi. Không có nước, lũ chuột làm ổ trong cái tải dứa để ở gầm giường gặp người chạy loạn xạ. Dung hét toáng, cứu với. Nhưng ở đây có ai đâu. Dung tự trấn tĩnh mình, vớ lấy cây chổi khua khoắng như một chiến binh dũng cảm xung trận, mặt đầy căng thẳng và quyết liệt. Vô tình Dung thấy tờ giấy với những dòng chữ nắn nót rơi ra từ ngăn bàn. Có lẽ là nhật ký của cô giáo vừa bỏ nghề từng sống ở phòng này. Dung cầm lên đọc. Thời xuân sắc của mình vùi lấp ở Yên Lai, tuổi trẻ thì nề hà gì, chỉ sợ mỗi đêm về vắng vẻ và lạnh lẽo vô cùng. Niềm vui công việc không sao khỏa lấp được nỗi cô đơn thiếu vắng. Liên lạc của người yêu cũng thưa dần rồi vắng hẳn. Phải chăng mình ở rừng quá lâu nên người ấy không chờ được nữa? Mùa đông ở Yên Lai tuyết rơi nhiều, chỉ biết lấy thêm chăn về đắp thôi. Đêm đêm mình vẫn thầm mơ có một vì sao rơi, lỡ ngỡ sẽ vướng phải trái tim mình. Tự dưng Dung thấy buồn thăm thầm, nghĩ ngợi vẩn vơ về những ngày dài trước mặt. Tối về Dung đóng kín cửa, cổng ngoài buộc mấy lượt dây thừng. Không có ai để trò chuyện, đêm chỉ biết nằm nghe sương rơi lạch tạch ngoài mái hiên. Thỉnh thoảng phía rừng xa vẳng lại tiếng khóc khóc của con hiêu gọi bạn mà buồn đến nao lòng. Nỗi nhớ quê nhớ nhà ập đến, chỉ muốn bỏ Yên Lai về luôn. Lớp của Dung dạy lèo tèo hơn chục học sinh, toàn người Tày. Đứa nào đứa nấy tóc cháy nắng vàng khè, quần áo lem nhem. Có lẽ chúng phải hứng cái đói cái nghèo cùng cha mẹ, nên trông ai cũng thấy thương. Buổi đầu tiên dạy học, giờ ra chơi, đám học sinh của Dung xô ra cổng, chỉ tay về phía một gã đàn ông chừng 40 tuổi, thấp đậm, râu ria lởm chởm, thì nhào hò hét, phú hè, phú hè. Dung chạy ra quát đám học sinh vào lớp. Gã đàn ông đứng đó nhìn Dung, mắt sáng rực gấp háy, cười hành hạch. Vào lớp lúc lâu, Dung mới hỏi học sinh, phú hè là gì? E là nát rượu, phú E là ông nát rượu cô ạ. À. Cô ơi, em nghe người lớn bảo phú E nghiện rượu, bị vợ bỏ nên mắc bệnh thèm gái. Cứ say rượu là phú E tìm đến nhà các bạn này, chồng chết hoặc chồng bỏ, cả các cô giáo cắm bạn ở một mình nữa đấy. Dung thấy sờn gai ốc. Đám học sinh nói không sai, đêm ấy phú E say khướt, loạn choạng vào cổng. Cô ơi, mở cửa cho tôi vào. Dung chốt chặt cửa lại, leo lên giường trùm chăn kín mít. Phú E đã mở được cổng, vào gõ cửa phòng cộc cộc. Ôi, mở cửa cho tôi vào. Dung cố trấn tĩnh quát ra, anh về đi, nếu vào tôi lấy dao chém đấy. Phú E thò cổ chai rượu vào khe cửa, bẩy mạnh. Cánh cửa bật mở, người Dung run lẩy bẩy nét vào góc giường. Cô ơi, cô đẹp lắm,
cô cho tôi ở đây với nhé, có sao đâu. Phú E loạn choạng đến giường, kéo chăn, hơi rượu sực lên nồng nặc. Bỗng hự, Phú E ngã chồng vó trước cú đá tạt ngang của một thanh niên chừng 25 tuổi, có đôi mắt sáng, nếu da không ngăm ngăm đen, có thể người ấy sẽ rất đẹp trai. Phú E lồm cồm bò dậy, kêu ôi ôi. Thằng ngán đánh tôi bản lồ ơi, thằng ngán đánh tôi. Cô giáo là người yêu của tôi, anh không được đến đây nữa, rõ chưa? Phú E khật khừ ra cổng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Yêu à, nhanh không thể chịu được, lấy mày đấy én ạ, lấy mày. Người thanh niên đóng cửa cho Dung, buộc lại cổng rồi đi. Dung gục mặt xuống gối, tiếng khóc bật lên thành tiếng. Mẹ ơi, con muốn về. Học sinh của Dung, rất nhiều em chưa biết tiếng phổ thông. Dung lập kế hoạch học tiếng Tày. Ngày hai lần, Dung xuống nhà Ểm Lùng, cách trường độ hơn 100 mét, cõng nước lên. Lần nào Dung cũng nán lại, nhờ Ểm dạy tiếng Tày. Mỗi lần Dung xuống chơi, Ểm Lùng vui lắm. Ểm dịch hẳn tiếng Tày sang tiếng phổ thông bằng thơ cho Dung dễ học. Tua ma là con chó, ăn mò là cái nồi, tua hoi là con ốc, tua nộc là con chim, tua lình là con khỉ, mắc mị là quả mít. Ểm dụi đôi mắt kèm nhèm, ghé sát Dung bảo. Nhiều giáo viên lên đây dạy một thời gian rồi bỏ đi, có người bỏ nghề, có người chuyển công tác. Ểm chưa thấy ai vừa trẻ đẹp lại vừa thông minh hiền lành như con. Vốn tiếng Tày của Dung đã kha khá, lúc giảng bài Dung dùng luôn cả hai thứ tiếng. Có cán bộ dưới phòng giáo dục lên dự giờ, bảo Dung lạm dụng tiếng địa phương, làm việc sai nguyên tắc. Còn Dung chỉ muốn làm sao cho học sinh hiểu bài nhanh nhất, truyền thụ được nhiều kiến thức nhất. Những lúc rảnh, Dung thường xuống nhà Ểm Lùng chơi, bàn tay như cái rễ cây khô của Ểm kéo Dung lại gần. Kinh à, con làm người Tày có bản lầu được đấy, nếu không chê con Ểm thì làm sao Ểm nhé? Dạ con... Dung bối rối. Mấy lần xuống xin nước nhà Ểm, Dung đã gặp Én, con trai của Ểm, chính là người thanh niên đánh đuổi Phú È hôm ấy. Mấy lần Én nhìn trộm Dung, ánh mắt có lửa. Dung quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Lạ thế, tim cứ đập loạn. Vậy mà đã 5 năm Dung dạy học ở bản lồ. Lời hứa của phòng giáo dục sau 3 năm sẽ chuyển Dung xuống vùng thấp vẫn chỉ là lời hứa suông, bởi lý do chưa có giáo viên thay thế. 5 năm Én âm thầm dõi theo Dung. Nhiều đêm Én lặng lặng đứng ở cổng, nhưng chưa lần nào Dung mở cửa. Mẹ Dung bảo ở quê mùa này hay lũ lụt, có lần nước ngập nửa căn nhà, lợn gà chui sạch. Hôm nay điện về mẹ lại bảo người ta vừa xây dựng xong nhà máy thủy điện to lắm, tuần trước nhà máy xả lũ, nước tràn vào ruộng nhà mình, lúc lúa đang trổ đồng lại mất mùa rồi con ạ. Dung nghe thấy lòng nóng như có lửa đốt, ước muốn được về gần nhà dạy học, có dịp trỗi lên cấu xé. Còn bạn nhắn tin, bạn định giết chết tương lai ở nơi mù mịt tối tăm ấy à? Nhưng tớ biết phải làm sao. Sao bạn ngốc thế chứ? Tớ nói bao lần rồi, mình không có tiền thì có thứ khác, có sao đâu, xinh đẹp như bạn thì lo gì. Không, Dung không làm cái chuyện hèn mạc nhục nhã ấy được. Vậy mà hôm nay Dung đã đồng ý. Dung cũng không hiểu nổi Dung nữa. Dung không thể đánh mất tuổi xuân, đánh mất tương lai ở bản lồ heo hút này. Bố mẹ chỉ có mỗi mình Dung, Dung phải là chỗ dựa của cả nhà những lúc khó khăn. Không biết con bạn nói với tay trưởng phòng giáo dục huyện những gì, người ấy hứa như đinh đóng cột là sẽ chuyển công tác cho Dung về quê. Tay trưởng phòng hẹn 3 ngày nữa sẽ đánh xe lên đón Dung về chỗ cỏ may gì đó.
Dung nhốt mình trong phòng, lặng câm như người mất vía. Sự đánh đổi quá lớn, nhưng đành phải đưa chân thôi. Đêm gió he hút thổi, sương rơi lạch tạch ngoài mái hiên. Dung co mình lại, vẫn thấy cái lạnh luồn sâu trong áo, thấm vào da thịt. Dung nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, lòng Dung như cuộn chỉ rối. Dung biết ngoài kia én vẫn ngồi đợi. Đã mấy đêm liền én ngồi đợi như thế. Én bảo sẽ đợi đến khi Dung mở cửa. Én muốn 5 ngày nữa đưa Dung về làm nàng hương trong lễ cúng vía cho mẹ và ra mắt họ hàng. Người miền núi không nói dối, én lại càng không. Dung tin như thế. Đã khuya lắm, sương rơi mỗi lúc một nhiều. Gió, thứ gió miền núi rừng cồn cào xe sắt như thốc thẳng vào lòng Dung. Hãy về đi én. Dung không được mở cửa, không được nhận lời yêu. Càng yêu én, thương én, Dung càng phải chốt chặt cửa lại. Mấy ngày nữa, Dung sẽ mãi rời xa nơi này, mãi mãi. Ngoài kia, gió vẫn xe sắt thổi. Hừng sáng, sương mơ màng phủ lên mọi cảnh vật. Dung ra mở cổng, bần thần đứng bên bờ rào đá. Bờ rào còn vương hơi ấm của én. Dung chạy về phía trên đồi, bóng én thấp thoáng trong màn sương ướt đẫm. Dung bật tiếng gọi, anh én. Én quay lại, khuôn mặt bừng sáng, kìa Dung. Anh én, tối nay Dung sẽ qua nhà anh. Dung nói thật đấy nhé, thật nhé. Én vui lắm, tối én bắt con gà to nhất để mổ. Em Lùng đang ốm cố dậy, ngồi sát lại bên Dung, những nếp nhăn giãn dần trên mặt. Làm dâu em nhé. Dạ, em. Cổ Dung nghẹn lại, sống mũi cay xè. Đêm ở bản lồ sao mà lặng lẽ. Em Lùng đi ngủ sớm, Dung nắm chặt tay én như sự én sẽ biến mất trong chốc lát. Tối nay Dung đợi. Dường như hạnh phúc đến quá bất ngờ, én luống cuống. Dung đợi nhé, én sẽ sang. Đêm khuya, chỉ có tiếng sương đêm rơi buồn. Dung nằm thao thức, căn nhà sàn rung lên thật nhẹ. Kẹt kẹt cọt, tiếng sát ván xít vào nhau nghe rõ mồn một rồi im bặt. Có lẽ sợ mẹ thức giấc nên én đã quay lại gian của mình. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, thứ thiêng liêng quý giá nhất của người con gái phải thuộc về người Dung yêu thương. Đêm tối om, Dung nhòm dậy, bước thật nhẹ lên rầm sàn. Đi trên đó sẽ không tạo ra tiếng động két cọt. Vì quá tối, không định hướng được, Dung bước chạch ra ngoài. Lại tiếng sắt ván xít vào nhau. Người Dung xin bắn, tim muốn bật ra ngoài. Sang trong, em Lùng chờ mình. Không được, Dung quay lại buồng, nằm xuống, nghe trống ngực đập thình thịch. Đời sao quá nực cười. Từng giọt nước mắt âm thầm rơi vào bóng đêm. Không kìm được lòng mình nữa, tiếng khóc nấc lên. Em Lùng lục cục trở dậy, bật đèn vào buồng sờ lên trán Dung hốt hoảng. Làm sao thế con? Và ơi, sốt rồi này. Dung cục đầu vào bộ ngực khô héo của em Lùng, nức nở. Con không sao đâu em. Người nóng sực thế này còn bảo không sao. Để em lên tắt trò, hái thuốc đắp lên trán là khỏi ngay thôi. Em Lùng lộc cộc bước xuống cầu thang, mất hút vào màn đêm. Chỉ có én lặng im ngồi cạnh. Dung vội kéo tay én. Cùng Dung ra ngoài nhé. Đi anh, nhanh lên, nếu không... Dung cứ nghỉ đi, em hái lá thuốc về bây giờ đấy. Én không hiểu gì cả, én ngốc lắm. Nếu không ngày mai...
Êm Lùng đã về. Xuống bếp lạch cạch giã thuốc, én về gian của mình. Êm Lùng đắp thuốc cho Dung rồi tắt đèn đi ngủ. Dung lặng lặng bỏ nắm thuốc sang bên cạnh. Đêm ấy là một đêm thức trắng. Sáng dậy, én ngẩn ngơ ngồi ở bậc cửa. Dung đã bỏ về từ lúc nào. Én chạy lên trường. Hai cô giáo dạy cùng Dung bảo Dung đi làm thủ tục chuyển trường rồi. Hai hôm sau Dung về, đầu tóc bơ phờ, mặt thất thần cúi xuống đất. Dung về phòng đóng kín cửa. Ngoài kia trời nổi gió, mây đen kéo về u ám. Rồi mưa, mưa ở Yên Lai âm thầm, dai dẳng. Én chạy qua tìm Dung, mưa đánh lộp độp vào lá cọ cầm trên tay. Kìa Dung, sao thế? Hôm nay làm lễ cúng vía cho mẹ, én qua đón Dung về làm nàng hương. Không, én về đi, Dung không làm được đâu. Sao thế? Dung không thể. Em biết mà. Em biết gì? Em biết rồi Dung cũng bỏ bản lồ, bỏ én mà đi thôi. Dung cúi mặt, thấy hổ thẹn với én, với học sinh và cả Êm Lùng nữa. Con gái bản lồ chưa kịp lớn đã lấy chồng, không còn ai để làm nàng hương. Dung hãy vì én một lần, rồi mai Dung về xuôi. Dung biết ở Yên Lai mỗi khi có người già ốm yếu, gia chủ thường đón thầy vượt về làm lễ cúng vía. Tục người Tày truyền rằng người thắp hương trong lễ cúng vía gọi là nàng hương. Nàng hương phải là con gái còn trinh tiết, trong sạch, không vướng bẩn bụi trần. Như thế Phật mới thiêng. Đi thôi, gái bản lồ thành đàn bà hết rồi. Én kéo tay Dung đi theo sau như một cái bóng. Thầy Phật trịnh trọng ngồi xuống chiếu trước mâm cúng giữa gian thờ. Thầy mặc áo bằng vải gấm có dệt hình hoa lá và chữ nho cách điệu, đầu đội mũ tam kim, chuông đồng, sóc nhạc, khăn đệm, túi vóc, quạt giấy được lấy ra. Lúc này anh em họ hàng và người cùng bàn đã xong việc về ngồi quây quanh. Thầy Phật sướng một đoạn rồi hát. Bộ sóc nhạc đeo ở ngón chân cái rung theo từng nhịp tài tình. Mùi hương trầm bay phảng phất. Những hình giấy được cắt và trang trí cầu kỳ, cộng với ánh đèn đêm huyền ảo, càng làm cho lễ hát Phật cúng vía cho Êm Lùng trở nên linh thiêng huyền bí. Dung ngồi phía dưới tể Phật cạnh mâm lễ, đầu hơi cúi, mắt mông lung nhìn vào những quay hương đang cháy dở. Thầy Phật cất lời hát hùng hồn, nhộn nhịp. Đôi lúc tiếng hát lại khoan tai, dịu dặt. Mọi người ngồi quanh gật gù, có người ngồi xích lại gần hơn, lẩm nhẩm hát theo. Kìa nàng hương đâu? Chuẩn bị thắp hương thôi. Có ai đó nhắc. Dùng sực tỉnh, chuông điện thoại bỗng réo vang. Giọng con bạn cuống quýt. Chết rồi Dung ơi, Tay trưởng phòng giáo dục huyện bị bắt rồi, vì nhận hợp đồng ngoài biên chế sai nguyên tắc và gì gì đó. Dung ơi, tớ hại bạn rồi. Kìa nàng hương, thắp hương đi. Lại có ai đó nhắc. Dung cầm bó hương, tay run run châm lửa, cắm vào bát thứ nhất một nén. Thầy Phật bỗng đổ cành ra giữa gian thờ, mắt trợn trừng ú ớ. Mọi người ngơ ngác hốt hoảng. Sao thế? Sao thế? Tổ tiên trừng phạt đấy, Phật không thiêng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dung. Giấu được người trần chứ làm gì giấu được thần thánh. Tại nàng hương không còn trong sạch, không còn trinh tiết đấy mà. Nắm hương trên tay Dung rơi lả tả xuống chiếu lễ. Dung bỏ chạy ra cầu thang, lao vào mặt đêm đen kịt. Chỉ có dòng thác tát trò mới rửa hết nỗi nhục nhã và lỗi lầm của Dung. Một cú gieo mình, Dung thấy người nhẹ bẫng. Dòng nước mắt lạnh ôm Dung vào lòng, rồi cuốn giết về hạ nguồn. Nước ập vào miệng, tức ngực, khó thở.
nhưng Dung thấy lòng thanh thản vô cùng. Tỉnh lại, Dung thấy mình đang tựa vào vòng tay khô éo của Ềm Lùng. Bên cạnh là Én với bộ quần áo ướt sũng. Thầy Phật ngồi trên mâm lễ, mắt trợn trừng trừng nhìn Dung. Dung vùng dậy, định bỏ chạy một lần nữa, nhưng giọng nói của Ềm Lùng làm Dung khựng lại. Có lỗi lầm thì đứng lên mà sửa để làm người, chứ sao lại muốn làm ma hả con? Có ai đó nói, ngồi xuống lại đi, tổ tiên Phật sẽ tha thứ. Én bỗng quỳ sụp trước mâm lễ, dõng dạc và quả quyết. Thưa Ềm, thưa mọi người, nàng Hương không còn trong sạch là tại con. Tại con muốn cô ấy sớm là dâu của nhà ta, con xin lạy. Dung quay lại, thấy hai giọt nước đùng đục lan ra trên khóe mắt nhăn nheo của Ềm Lùng. Dung chạy đến đẩy Én ra. Con xin lạy, con xin lạy. Dung quỳ xuống lạy lia lịa, nước mắt lã chã rơi. Con gà cất tiếng gáy sang canh. Ngoài kia, gió bắt đầu thổi se sắt.